And by the way, the Vietnamese delegation, I don't know what it is about Vietnam, but they do like me. Thank you very much. Thank you. And we like them. Thank you. They travel me. They travel with me all over. You know, I must be too soft on Vietnam because you like me too much. You like me too much. Thank you very much. I agree. They want freedom. That's right. Anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quê không sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng máu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy, ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sờn đấu tranh, chí lớn luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi.
Xin kính chào quý vị, tôi bác sĩ Đông y Thomas Trọng Võ đã hành nghề gần 3 thập niên rồi quý vị nha. Răng phẩm Hedatamo chai số 1 này nó đã đi theo chúng tôi từ lúc đầu tiên bước chập chững ra trên trường dược thảo này. Thì quý vị biết nó đã giúp không biết bao nhiêu người đã bớt những cơn đau đớn trong người. Quý vị, những cái đau mà đau bụng hành kinh của những em đau quan ngoại cũng nói luôn quý vị nha. Nói chung những cơn đau trong người mà chúng ta không chịu nổi, đau cổ tay không cầm kèm, không cầm kèm gì được, đau những khuỷu tay này hay là đau tất cả những nơi trên cơ thể chúng ta, đau lưng, tất cả những vấn đề đó, chai Hedatamo nó sẽ giúp quý vị giảm rất tuyệt vời, nó làm cho thông kinh hoạt huyết quý vị nha. Quý vị đến với chúng tôi, quý vị không sợ tiền mất tật mang đâu quý vị nha. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ giúp quý vị rất tuyệt vời quý vị, mà sẽ không làm phụ lòng quý vị đâu quý vị nha. Chi tiết cái liên lạc này, tên, số phone và website chúng tôi có những sản phẩm khác nữa quý vị nha, rất nhiều sản phẩm lắm, rất tuyệt vời. Xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn quý vị vào số tới. Ok rồi, cho Đức gửi lời chào đến tất cả quý ông bà, quý anh chị em. Khi mà chúng tôi nhận được những cái email hoặc là những câu hỏi đó thì chúng tôi phải cố gắng update trong cái chương trình cho cái buổi rally ở tại Florida. Có người hỏi tôi đó là cái câu hỏi là rời thành phố ngày nào. Thực sự tôi đâu biết quý vị rời thành phố ngày nào đâu. Nhưng mà cái ngày rally là ngày 13 và 14. Vì vậy cho nên quý vị có thể đi sớm hơn hoặc là có vẻ có sát ngày đi. Nên hỏi tôi là rời thành phố ngày nào đó thì thực sự thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi không có biết được chính xác quý vị muốn đi ngày nào. Bây giờ để một lần nữa để mà mình làm cho nó rõ ràng hơn, update cái chương trình để cho tất cả mọi người chúng ta đều biết. Thứ nhất, cái câu hỏi thứ nhất là anh Quy Đức ơi, em ở bên Úc, em muốn đi rally cho Tổng thống Trump có được hay không? Câu trả lời, welcome tất cả mọi người trên toàn thế giới. Đừng có nói ở Úc, ở châu Âu, ở Korea, Nhật Bản hay ở Việt Nam, nếu các bạn xin được visa để mà đi rally vào tháng 7, welcome more than welcome, ok? Tất cả mọi người ủng hộ cho Tổng thống Trump thì chúng ta có thể về. Anh chị em ở bên châu Âu, có thể những cái nước nào mà cần phải xin visa vào Mỹ thì xin visa, còn hầu như là những quốc gia bên châu Âu và Mỹ khỏi cần visa theo chỗ chúng tôi được biết giống như vậy. Hoặc là anh chị em ở bên Úc cũng vậy, khi mà chúng ta vào Mỹ hoặc là Canada, tôi là người Canada, tôi có đi rally cho Tổng thống Trump được không? Tại sao không được? Mình ủng hộ cho Tổng thống Trump thì ở bất cứ quốc gia nào trên toàn thế giới, thưa quý ông bà, quý anh chị em, có điều kiện tới được nước Mỹ thì ban tổ chức welcome toàn bộ quý vị đến trong cái buổi rally này. Đó là về vấn đề chuyến đi. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, vì vậy cho nên đó là tất cả mọi nơi, mọi quốc gia, anh chị em muốn về Florida, thành phố West Palm Beach ở Florida, thuộc tiểu bang Florida, vào tháng 7, chính xác, chính thức là ngày 13 và ngày 14, tháng 7 năm 2024, ok? Đó, về thời gian khi nào, cái buổi rally này, xin cho hỏi cái buổi rally thời gian là khi nào? Dạ thưa, ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2024. Địa điểm nằm ở đâu? Từ ở Houston hỏi tôi là anh Quý Đức ơi, làm rally ở đâu, ở bên Florida? Dạ thưa, đó là cái thành phố nó gọi là West Palm Beach, mà anh chị em đánh trên Google nó ra, hoặc là anh chị em đánh cái chữ Mar-a-Lago. Cái chữ Mar-a-Lago, cái thành phố Mar-a-Lago nó rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Cái vụ FBI bao vây cái nhà của Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago, ai cũng biết cả. Đó, vì vậy địa điểm là ở đâu? Địa điểm là tại thành phố West Palm Beach, Mar-a-Lago. Thời gian là khi nào? Thời gian là ngày 13, 14 tháng 7 năm 2024. Rồi đó là phương tiện đi như thế nào? Thưa quý vị, thưa quý vị, anh em, phương tiện ban tổ chức không có lo, ok? Ban tổ chức không lo, quý vị có xe, quý vị lái xe tới, quý vị đi bằng máy bay, quý vị bay tới, ok? Đó, quý vị có motorcycle, đi motorcycle tới. Tất cả mọi phương tiện di chuyển đó là do mình.
chứ ban tổ chức họ không có control, ban tổ chức họ không có support, họ không có control ủng hộ cho cái phương tiện di chuyển, mà cái thư phương tiện di chuyển đó là quý bà quý anh chị em chịu trách nhiệm. Rồi bây giờ nếu mà tôi đi bằng máy bay thì tôi đến phi trường nào? Thưa quý bà, quý ông bà, quý anh chị em, tới chỗ đó có hai cái phi trường. Nếu quý vị đi bằng máy bay, hai cái phi trường nằm cách nhau 35 phút. Cái phi trường gần nhất gọi là cái phi trường West Palm Beach Florida International Airport đó, là cái code của nó là BBI. Nếu mà quý vị book vé máy bay, thưa quý vị, thưa anh chị em, đi bằng phi trường, ok? Đi bằng phi trường thì quý vị, đây là cái phi trường thứ nhất. Chữ B phở, chữ B bò và chữ Y Việt Nam, tức là chữ I của Mỹ, tức là PBI. Ok, PBI. Cái phi trường này nó gần cái hotel mà tuần sau này tôi xuống tôi nói chuyện với hotel. Bây giờ hiện tại tôi chưa cho quý vị hotel là bởi vì sao? Bởi vì tôi còn đang deal với cái hotel để xin cái giá discount. Ok, nhưng mà chúng ta đã chọn cái hotel đó rồi, ban tổ chức đã chọn cái hotel đó rồi. Vì vậy cho nên từ cái phi trường PPI này về cái khách sạn đó là có xe của khách sạn. Có cái xe của khách sạn, họ đi ra phi trường, họ chở người ra phi trường và phi trường họ về, cứ là 10 phút là một cái chuyến đi. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta về cái phi trường thứ nhất này, về phi trường PPI này, chúng ta không cần phải đi Uber hay là taxi về khách sạn, ban tổ chức không cần đưa rước quý vị, quý vị tự động ở phi trường đi tới về khách sạn, từ khách sạn đi về, cho nên rất là tiết kiệm được thời gian cho ban tổ chức, thưa quý vị, thưa quý anh em. Rồi nếu không đó là chúng ta đi cái phi trường thứ hai, tức là phi trường Fort Lauderdale International Airport. Cái phi trường thứ hai này, thưa quý vị, thưa quý anh em, cái code của nó đó, ok, cái code của nó là gì? Cái code của nó là FLL, chữ F đó, chữ L và chữ L. Đó là cái code mà để mà mình book vé máy bay. Tại vì sao chúng tôi chuẩn bị phi trường trước là để cho chúng quý vị book máy bay. Quý vị cứ book máy bay trước, rồi tuần sau khi mà tôi ở dưới Florida về, tôi sẽ cho chính thức cái khách sạn. Và lúc đó mình deal được với khách sạn, nếu như mà khách sạn mà nó cho cái discount thì chúng ta xếp được một mớ tiền khi mà chúng ta ở đó. Ok, vì vậy cho nên bây giờ đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tôi đang liên lạc với khách sạn và khách sạn nó cũng đã gửi email. Mấy bữa nay tôi làm việc liên tục. Dạ thưa quý vị, thưa quý anh chị em, vì vậy cho nên anh em chúng tôi đó là khách sạn đâu rồi. Really, really phải nói rằng là công việc đó nó đây. Ok, rồi thưa quý vị, thưa quý anh chị em, là cái manager ở khách sạn đã gửi cho anh em ban tổ chức, đây là cái hotel mà chúng ta có thể ở trong cái hotel này. Và bây giờ chúng tôi đang deal với họ, cái tên của hotel là Houston International, West Palm Beach International Airport. Đó, cái hotel nó rất là lớn thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Thì bây giờ có một cái vấn đề là gì? Là chúng tôi phải đích thân đi xuống dưới đó, ok? Thân đi xuống dưới đó để mà mình sign cái contract, để là mình coi cái hotel nó như thế nào, nó như thế nào, và có cái hotel nào nó rẻ hơn nữa hay không, có cái hotel nào nó rẻ hơn cái này nữa hay không. Vì vậy cho nên trong giờ phút này đó, tôi chưa có release, chưa có thông báo về cái email, thông báo về cái khách sạn. Chúng ta có thể book khách sạn tuần sau, nhưng mà nếu qua một tuần mà chúng ta book vé máy bay trễ đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, thì nó mắc hơn một chút. Vì vậy cho nên anh chị em nào mà đi đó là nên book vé máy bay bây giờ. Đó là hai cái phi trường chúng ta tới. Một cái phi trường, cái code của nó là PPI. Một cái phi trường là FLL. Hai cái phi trường, cái code của nó. Một cái là West Palm Beach
International Airport, một cái là Fort Lauderdale International Airport, hai cái phi trường đó là như vậy thôi. Ok, chương trình nó như thế nào anh Quý Đức có thể nói cho chúng tôi biết hay không? Dạ, cái chương trình nó là như thế này. Nói là hai ngày nhưng mà thực tế ra chúng ta chỉ làm buổi tối thứ bảy, tức là ngày 13. Tối thứ bảy ngày 13, chương trình văn nghệ chúng ta bắt đầu 7 giờ. Ok, chúng ta bắt đầu là 7 giờ. Và chúng ta làm cho tới 2 giờ sáng, chúng ta làm cho tới khi nào hội trường đóng cửa thôi. Cái chương trình đó là chương trình văn nghệ, có cái tên là gì? Take Back America. Cái chương trình văn nghệ, mỗi cái chương trình giống như vậy, khi mà chúng tôi mua bảo hiểm đó, là chúng tôi phải có cái tên. Đó, thưa quý vị, thưa anh chị em, phải có cái tên để mà mình mua bảo hiểm, để mà cover tất cả những cái chuyện nó có thể xảy ra trong cái liability của mình. Đó. Vì vậy cho nên đó là trong cái chương trình văn nghệ thì chúng ta có một cái hội trường có 300 chỗ ngồi, tức là có hội trường có 30 bàn. Về vấn đề ẩm thực cho tới bây giờ, thưa quý vị, thưa anh chị em, chúng tôi chưa có quyết định được, tại vì phải deal với nhà hàng. Họ phải nấu đồ ăn ở ngoài đem vô, nhưng mà nấu đồ ăn ở ngoài đem vô nó rất là vô cùng là nhiễu nhương, bởi vì mình phải cover tất cả mọi cái vấn đề, nó có thể là food poison hoặc là có thể xảy ra bất cứ gì, mình phải mua bảo hiểm. Vì vậy cho nên có nhiều cái ý kiến của anh chị em đó là chúng ta có thể ở chỗ đó họ bán bia, bán rượu và những cái đồ ăn gọi là snack, những cái đồ ăn nhẹ, những đồ ăn để nhậu, chứ đừng có mà 7 món, 8 món đồ này nọ, tại vì bên Mỹ này đâu có ai đói đâu. Mà thực ra đó, mỗi lần mà đi nhà hàng mà ăn đó, nó dư đồ ăn rồi nó dư ê hề hết, mà nó phí tiền mà người đi coi phải trả một cái giá cao. À, phải trả một cái giá cao, ví dụ như là gói đồ ăn đó 6 món, 7 món đó, một cái vé lên tới 200 lần. Nhưng mà nếu không có đồ ăn, cái vé nó rẻ hơn, có thể là 150, thì đó mình có được nhiều người đi hơn. Thực tế cái nhu cầu ăn uống vô đó là ca nhạc rồi nhảy đầm rồi là này nọ thôi. Thì rồi trong cái đó thì trong cái tuần tới này chúng tôi xuống Florida họp với anh em ban tổ chức ở dưới đó, rồi mới cho một cái quyết định chung. Tại vì sao? Tại vì anh chị em, thưa quý vị, thưa anh chị em, lần này tôi không thể tổ chức giống như ở bên Houston mà cho free được 50 bàn, cho free ai cũng vô cũng được, cứ vô đầy bàn đó ngồi đó là ăn uống nhà hàng rồi lo thoải mái đồ này nọ. Lần này không thể tổ, tại vì sao? Tại vì lần trước là mình đánh trận để lấy tiếng, ok, là làm sao để mà show up thấy được, thành ra còn trận này mình đánh trận này là gì, là làm sao để có tiền để ủng hộ cho cái quỹ campaign cho tổng thống. Vì vậy cho nên mình phải cần tiền. Tôi có nói với anh em trong ban tổ chức hoặc là những ca sĩ mà tôi deal với đó, trong cái lần này tôi chỉ cầu xin là quề vốn, ok, làm sao quề vốn, đừng để cho vợ đá đít ra khỏi nhà thôi. Nhưng mà lỗ thì tôi cũng phải chịu đó, nếu mà lỗ thì tôi cũng là người phải chịu gồng gánh giống như trước đây. Mà nếu có lời đó, cái tiền lời đó, tiền nếu mà giống như mình làm mà gói ghém lại cho good để có tiền lời đó, thì đó là kể như là ủng hộ cho cái quỹ campaign của vận động của Tổng thống Trump. Và ngày hôm đó ông Tim Roden, tức là ông sếp của tôi, ông manager của tôi, sẽ có mặt ngày hôm đó phát biểu, thưa quý vị, thưa anh chị em. Và tôi cũng mời một vài nhân vật trong Đảng Cộng Hòa của Florida để tới ngày hôm đó để cho mọi anh chị em mọi biết nó là như thế nào. Ok, đó. Cái chương trình dự trù nó là như vậy. Ngày hôm qua tôi chỉ mới có deal với bên cái anh mà âm thanh và ánh sáng đó, thì anh đã đòi cái giá là 1.300 đồng, chưa nói tới băng nhạc. Ok, nếu mà băng nhạc chúng ta chơi one man band nó là khác, mà chơi full band, hai cây guitar, một cây orch, rồi đó là một dàn trống, thì giá nó lại khác nữa. Thành ra mỗi cái nó đều có cái giá khác nhau. Tiền mướn hội trường, tiền mướn băng nhạc, tiền mướn âm thanh và ánh sáng là ba cái thứ tiền, chưa nói tới tiền MC và ca sĩ. Ok, tiền MC và ca sĩ nó rơi khoảng chừng 20.000. Ok, rơi vào khoảng 20.000, thưa quý vị, thưa anh em. Rồi cho những cái tiền kia không là 5.000, tức là khoảng chừng 25.000. Đó là trong cái chương trình văn nghệ mà ca sĩ với MC và ánh sáng. Cái dự trù mà tôi tính mấy hôm nay nó là như vậy. Nhưng mà lấy đâu ra 25.000? Ok, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Tiền in poster, mấy cái poster, tiền in vé, nó còn rất là nhiều cái tiền để chi nữa.
Nó có còn rất là nhiều cái tiền để chi nữa. Vì vậy cho nên đó là em có em trai ở Florida, vùng Jacksonville đó. Em có em trai, nhưng mà em trai em có đi hay không, và em có xuống đi với em trai của em hay không, đó là một cái vấn đề. Chứ còn nhiều người có bà con ở Florida lắm. Tôi có người bà con Florida, nhưng mà hỏi bà con có đi không, không biết nữa, tôi cũng không biết nữa. Vậy thì que có bà con ở Florida để làm cái gì? Cái quan trọng ở đây là làm sao mình cùng với anh em mình vận động để cho mọi người cùng đi ủng hộ cho cái rally này. Và trong cái đêm văn nghệ đó chúng ta chỉ có 30 bàn mà thôi. Vì vậy cho nên người nào mà mua bàn trước, người nào order bàn trước, còn không sau đó 30 bàn, 300 người rồi là không còn bàn nữa, là không có chỗ ngồi nữa, thưa quý vị, thưa anh em. Từ vì cái hội trường mà nói mà 800 người đó, thì sau khi mà deal với hai vị linh mục mà nó cứ lần khần, ông này sợ cái này, ông này sợ kia, thì quyết định tôi nói với anh em ở Florida thôi, cắt cái đó đi, bây giờ mình lấy cái chỗ 300 người thôi. Ở trong cái khách sạn mà chúng tôi đang deal đó, nó có chỗ 300 người, nó có chỗ 800 người ở trong khách sạn luôn. Nhưng ở trong đó họ phải đòi mình đưa cho họ coi cái menu food, thực phẩm mình đem vô là gì. Tôi nói là cái chuyện đó là nó hơi racist một chút, là bởi vì sao? Bởi vì cái chuyện thực phẩm tụi tôi có nhà hàng đem tới, nhưng mà họ nói không, tại vì trước đây đã có những cái đám cưới, và khi mà đem những cái đồ vô đó là nó giống như là nó không có đúng theo kiểu Mỹ. Nó không đúng theo kiểu Mỹ, rồi nó sốt, rồi nó đổ đồ ra, rồi nó khắm, rồi nó hôi đủ thứ. Người Mỹ họ không chịu được, mà họ phải mướn một cái group để tới clean, phải tới dọn clean hô cái hội trường đó, bởi vì cái thực phẩm Á Châu của mình nó quá nặng mùi. Vì vậy cho nên họ đòi hỏi là phải cung cấp cho họ biết cái menu trước rồi họ mới cho mình mướn hay không. Thứ hai nữa, mỗi người, ví dụ như mình mướn cái chỗ đó 300 người thì họ chỉ cho mình đem vô 300 chai bia thôi. Sau đó mình phải mua, mà mua ở đó là một chai bia 8 đồng cho tới 10 đồng một chai bia. Trong khi đó mình mua ở ngoài một chai bia có 1 đồng mấy à. Vì vậy cho nên nó có nhiều cái mà nếu mình tổ chức ở trong khách sạn thì nó very nói cho nó rất là nhẹ nhàng cho mình, nhưng mà nó mất nhiều cái quyền lợi ở trong đó. Vì vậy cho nên thứ hai này, ngày mai sáng sớm ngày mai tôi bay California. Khi mà tôi bay xuống California đó là dự cái khánh thành cái trụ cờ ở trung tâm cư xá Thương Xá Phước Lộc Thọ. Sau đó buổi chiều là tôi bay đi Florida, thì tất cả những cái gì phải chờ giải quyết ở Florida tôi bay xuống đó mới giải quyết được. Vì vậy cho nên bây giờ cái đầu tiên là quý vị, nếu quý vị nào ủng hộ quý vị đi thì làm ơn fill out cái form, và quý vị thấy hàng chữ nó đang chạy trên cái screen đó, ok, nó đang chạy lên trên cái screen đó, là hoặc là tôi post post cái tôi đưa cái form ra để cho quý ông bà quý anh chị em thấy cái form. Form đó là gì? Là cái đơn để mà chúng ta điền vô để ban tổ chức biết là người nào đi và bằng phương tiện nào và ở lại lâu hay là đi về liền, để mà sắp xếp sau đó chúng ta có thể đi chơi. Sau cái chương trình rally chúng ta có thể đi vườn trái cây Việt Nam, hoặc là chúng ta đi Key West, đi Miami tùy, ok. Đó, vì vậy cho nên đó là xin fill out Ok, Trump Rally. Ok, mình fill out cái đơn đó để làm gì, thưa quý vị, thưa quý anh chị em? Có hai cái đơn, một cái đơn bằng tiếng Anh và một đơn bằng tiếng Việt. Nếu quý vị nào không biết tiếng Việt, if you not speak Vietnamese or you cannot read Vietnamese, you can fill out the form in English. Ok, nếu mà quý vị đọc được tiếng Việt và viết tiếng Việt thì quý vị có thể dùng cái form tiếng Việt. Chúng tôi chuẩn bị sẵn hết cho quý vị cả. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Vì vậy cho nên đó là khi mà quý vị mà làm như vậy là để làm gì? Để ban tổ chức biết và gom lại ở trong cái form tiếng Việt đó, là chúng ta đánh vô cái form tiếng Việt, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, chúng ta biết là tên họ là gì, rồi có bao nhiêu người tham gia,
rồi có bao nhiêu người sẽ tham gia đó, cái đó trong đó là chuẩn bị sẵn ví dụ hết cho quý vị rồi, đó là quý vị lấy cái form đó quý vị điền vô để chi, để ban tổ chức biết ồ có 8 người hay là 12 người sẽ ở lại sau rally và 8 người đó thì muốn đi là vườn trái cây Việt Nam, có 7 người muốn đi Key West thì ban tổ chức sẽ điều động làm sao gom hai cái nhóm đó lại, tìm một nhóm trưởng và giúp đỡ cho anh chị em mướn xe hay là tìm xe để mà đi mỗi người đi mỗi hướng. À, vì vậy cho nên đó là làm sao để chúng ta biết được cái số điện thoại, cái email để ban tổ chức liên lạc và anh chị em có thể sign trong cái form đó, gửi cái form đó. Tự nhiên anh chị em làm xong ở phía dưới bấm chữ submit là nó chạy về. Nó chạy về cho ban tổ chức thôi, là ban tổ chức sẽ dựa theo đó, ok, sẽ dựa theo đó là làm. Rồi cái email của ban tổ chức đó là vận động trump2024@gmail.com, ok, đó là cái email của ban tổ chức. Anh chị em có thể gửi những cái thông tin hoặc là những cái câu hỏi về cái email đó thì ban tổ chức, nếu mà tôi bận thì anh Trung có thể trả lời hoặc là những anh chị em khác có thể trả lời, bởi vì một mình tôi là tôi handle không nổi. À, một mình là mình không có thể nào mà mình lo hết toàn bộ được, thưa quý vị, thưa anh chị em. Thành ra đó là sẽ tìm thêm những anh chị em trong ban tổ chức, mời vào ban tổ chức, ví dụ như ở Florida hay là ở Houston, ở mỗi cái vùng giống như vậy để mà mình liên lạc với nhau. Cho nên cái vấn đề vẫn là bây giờ cái quan trọng nhất là cái book vé máy bay, ok, cái quan trọng là cái book vé máy bay, thưa quý vị, thưa anh chị em. À, chuẩn bị về nhà hàng tôi nói rồi, tức là chúng ta sẽ mướn một cái hội trường. Cái hội trường đó trước đây những cái cộng đồng, những cái tổ chức họ mướn là cái hội trường đó dung chứa 300 người và có bàn tròn cho chúng ta đàng hoàng, à, có sân khấu rồi đàng hoàng và âm thanh với ánh sáng là tôi điêu đã điêu được rồi. Còn bây giờ đó là nhờ anh âm thanh với ánh sáng là băng nhạc. Về còn cái giá vé và giá bàn sau khi tính hết toàn bộ cái tổng chi thì đó mình mới làm cái thu được, tức là mình dựa trên số người, số bàn tham gia để mình bán vé để làm sao để cho nó về vốn. Còn những cái khác nếu như dư ra thì mình ủng hộ cho tổng thống Trump, cho cái quỹ vận động của tổng thống Trump. Và đây là làm một cái việc, tôi không phải là ông bầu làm để lấy tiền bỏ túi, thưa quý vị, thưa anh em, mà làm đây để gây quỹ cho tổng thống Trump. Chúng ta nói yêu mến tổng thống Trump, chúng ta thương mến tổng thống Trump. Rồi bây giờ tôi ở nước ngoài tôi có thể ủng hộ không? Được chứ, quý vị có thể ủng hộ. Rồi đó là trong ban tổ chức sẽ chuyển cái tấm lòng của quý vị để mà chuyển qua cho tổng thống Trump. Còn nếu quý vị trực tiếp ở nước ngoài mà giống như bây giờ đó là quý vị có thể ủng hộ cho ban tổ chức rally này. Rồi ban tổ chức rally này lấy trên cái danh nghĩa một cái LCC nào đó, rồi để mà ủng hộ hoặc là để vận động như thế này thế khác thì phần đó là phần của tôi lo. Còn chúng ta ủng hộ thì không những là ở nước Mỹ 50 tiểu bang mà trên toàn thế giới anh chị em đều ủng hộ được. Ủng hộ bằng cách mình đến nước, đến trong cái buổi rally này. Chúng ta còn có 4 tháng nữa thì trong vòng 4 tháng nữa đó anh chị em ở Úc, anh chị em ở Đức, anh chị em ở bên châu Âu, chúng ta có thể xin phép nghỉ vacation, chúng ta làm cả đời rồi làm cho lắm tắm cũng ở trường, không có ai mà tắm mang quần hết đó. Vì vậy cho làm cho lắm tắm ở trường, đi một chuyến đi chơi trước làm việc nghĩa, sau chúng ta đi chơi. Chúng ta nghe vườn trái cây Việt Nam ở Florida, chúng ta nghe Key West, chúng ta nghe rồi đủ thứ cả mà chúng ta chưa bao giờ tới Mỹ, chúng ta chưa bao giờ đi vacation, trong khi đó mỗi năm chúng ta đi về Việt Nam 2 chuyến 3 chuyến. Cái điều đó là cái điều rất là lạ, thưa quý vị, thưa quý anh em, mà đi về Việt Nam hoài không biết chán. Mà không hiểu được sao đó. Vì vậy cho nên Huy Đức recommend với quý vị hãy đi đến Florida một chuyến. Khi mà quý vị đi tới Florida rồi, quý vị thấy Việt Nam in Florida, Việt Nam ở Florida, quý vị tới vườn trái cây ăn mắng cầu, ăn nhãn, ăn đu đủ, đủ thứ ở bên Florida cả. Đó, và cho nên chuẩn bị hết. Đây là một cái trận đánh cuối cùng, đây là một cái trận chiến cuối cùng, một cái chiến trường cuối cùng mà chúng ta đánh. Tổng thống Trump có thắng năm 2024, chúng ta cũng không có đi rally nữa, tại vì ông thắng làm tổng thống rồi, chúng ta đi rally làm gì? Mà nếu mà ông có thua đi chăng nữa thì ông không có ra tranh cử nữa, chúng ta cũng chẳng có cơ hội để support ông nữa. Đây là cái cơ hội cuối cùng, đây là cái chuyến tàu cuối cùng mà chúng ta phải đánh. Thưa quý vị, thưa anh em, mà chúng ta phải đánh nó là như vậy. Không những đánh bình thường mà còn đánh nhanh, đánh mạnh và đánh tới tấp luôn. Đánh cho là kẻ thù gục đầu luôn mới được. Chứ còn mà xìu xìu, ẩn ẩn, xìu xìu, ẩn ẩn. Anh Quý Đức ơi, em ủng hộ Tổng thống Trump.
đi không em? Ô, chắc em đi không được đâu anh, để em hỏi vợ em thử coi. Nó nhiều cái nó cay đắng lắm thưa quý vị, tôi quên cho em. Chắc em đi không được, để em coi lại cái này đó. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, làm bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu rồi mà nghỉ vacation chỉ có 2 ngày 3 ngày mà không đi được, không không nghỉ vacation được, điều đó điều quá lạ luôn. Điều đó thật sự là quá lạ luôn. Ok. Và trong cái chương trình văn nghệ đó, tôi hôm qua tôi có nói chuyện với chị Caro Kim rồi, hôm trước có nói chuyện với anh Tuấn Anh rồi, hôm qua nói chuyện với bà xã anh Thế Sơn. Bà xã anh Thế Sơn nó đã có plan hết rồi, anh cứ an tâm đi, tụi em sẽ có mặt. Mình nghe những cái đó là mình thấy rất là vui và sẽ còn nói chuyện. Hôm nay sáng hôm nay nói chuyện với anh Phong Nguyên rồi. Bây giờ để nói chuyện với là Hoàng Nhã nữa, rồi xong Suga ca sĩ. Thưa quý vị, thưa anh chị em, trong chương trình văn nghệ là một cái chương trình phải nói làm tầm tầm cỡ. Ok, làm tầng cỡ. Hôm qua nói chuyện với chị Caro Kim, chị Caro Kim cho tôi nhiều cái điều rất là bất ngờ. Chị Caro Kim nói: Huy Đức ơi, có rất là nhiều ca sĩ ủng hộ cho Tổng thống Trump đó em, cả gia đình luôn, cả gia đình nói kể như là ủng hộ Tổng thống Trump luôn. Mình thật sự là mình không ngờ, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, thật sự là mình không có ngờ được. Ở trong đó đó mà có ca sĩ Lưu Bích này, có ca sĩ Khánh Hà này, có ca sĩ Tâm Đan này, ở là những ca sĩ mà ủng hộ cho Tổng thống Trump cũng không thua gì cả chị Carol Kim hết. Hy vọng rằng để làm sao để có những cái good deal, làm sao để mà anh chị em có thể là giống như là ủng hộ cho một cái chương trình văn nghệ Take Back America, một cái chương trình văn nghệ rất là tuyệt vời. Hiện hiện tại bây giờ đó là chúng tôi có 15 tên của 15 vị ca sĩ, 15 người. Ngoài 4 người làm MC là chú ở Trung tâm Mesa, bà xã tôi Huy Đức, và một chị làm MC ở Florida nữa, tức là hai nam hai nữ, 4 người thay đổi nhau làm MC. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, còn cái số ca sĩ là khoảng chừng 15 ca sĩ. Nếu như những vị ca sĩ này mà ủng hộ chương trình mà đi đầy đủ thì một chương trình chúng ta quá lớn, thật sự là quá lớn, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Nhưng mà chúng ta phải làm rồi, đó là kể như là làm cho nó sôi nổi, không làm cho nó sôi nổi lên giống như vậy. Sau cái chương trình văn nghệ buổi tối, chúng ta về chúng ta nghĩ về cái vấn đề mà ca sĩ làm poster nè, in vé nè, rồi đó là địa điểm bán vé nè, phone bán vé, cái đó là mình sẽ nói sau. Cái đó sau chuyến đi, sau cái chuyến đi mà ở bên Florida về, mình sẽ trình bày về vấn đề đó. Bây giờ xong xuôi đâu đó, qua cái ngày hôm sau, cái ngày rally, tức là ngày 14 tháng 7, ngày rally, buổi sáng là 10 giờ, ok. Thanh Thanh làm ca sĩ chứ không có làm MC. Ok, Thanh Thanh là làm không có, Thanh Thanh là ca sĩ. Tại vì có 4 MC rồi, có 4 MC rồi, cái chương trình này chương trình lớn, bởi vì vậy cho nên bà hàng xóm tôi với tôi phải bắt đầu phải 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 bắt bắt buộc xuất hiện, phải phụ làm MC với hai MC của Trung tâm Mesa. Thì có gì hai vị đó mệt thì mình sẽ thế, hoặc là có đôi khi mình làm hoạt náo viên, mình làm những cái talk show hài, những cái câu chuyện vui để phụ thêm, cái đó là phụ thêm lời lắm, hoặc là như kể những cái câu chuyện là máy chém của sau 75, hoặc là sữa Honda, sữa hột gà, nó nhiều cái để mà sôi nổi, nó sôi nổi là giống như vậy. Rồi bây giờ đó là xong rồi đó. Thiếu bàn mà dư người thì sao chú? Bây giờ phải chịu thôi. Nếu mà dư người đó là mình khóa bàn trong 30 bàn, bán vé chỉ 30 bàn thôi. Còn nếu mà dư đó, tại vì có ban tổ chức ở trên Seattle, ở Jacksonville, ở dưới Miami này nọ, anh chị em ở dưới đó là phụ để mà bán bàn phụ ở đó, thì nếu người nào mua trước trước sau là chịu thôi. Ok. Thứ hai tôi bay ngày mai, đó là tôi bay xuống Westminster ở chơi ngày mốt. Sáng bữa kia là chủ nhật là tham dự cái lễ thượng đài, lễ thượng kỳ và lễ khánh thành có trụ cờ, là sáng ngày 24 cho tới 7 giờ mấy ngày 24 là tôi bay đêm, tức là từ ở bên Santa Ana, California bay đêm, bay suốt tới sáng mới tới
Em xin đi được, được chứ sao không được, ai đi cũng được, ta nói không có cần xin gì hết, miễn sao quý vị tới ở Florida là ok, ban tổ chức welcome mới đó, nắm được cái chương trình rồi đi, hôm nay không cần phải xin ai hết, ok, không cần phải xin ai hết. Mình muốn đi mình cứ fill out cái form rồi xong xuôi đâu đó mình submit cho ban tổ chức là ban tổ chức biết mình đi thôi. Còn nếu mà anh chị em không đi thì làm ơn đừng có fill cái form, bởi vì fill cái form đó là ban tổ chức tưởng anh chị em đi đó, rồi đó là những người nào đi. Ông nội này gọi không bao giờ bắt phone, rảnh không bao giờ liên lạc được ông hết. Tại vì gọi cái thứ nhất là gọi cái giờ người ta không làm việc, chứ còn cái giờ làm việc là phải turn off cái phone. Hãy giờ làm việc là turn off cái phone rồi sau khi mà làm việc xong mới mở cái phone. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm trước mình bị một cái lỗi là vừa làm việc vừa cái phone đã book lộn hotel ở Cali. Book lộn hotel ở Cali, đúng ra là book ngày tối 22 và tối 23, nhưng mà lại book thành tối 23, tối 24, cancel không được. Tại vì vừa nói chuyện phone rồi vừa đánh sao đánh lộn ra đêm, bây giờ đó là phải mất một đêm 150 mấy đồng, mất tự nhiên mất 150 mấy đồng. Rồi sáng nay đó là tự nhiên ở trên quốc hội họp mình là bể cái computer. Sáng nay trên quốc hội đã cho anh cho em coi xong thôi, anh cho em nói mình nói dốc. Thấy không? Thấy 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 cái monitor bị bể không? Đó. Ok. À. Vẫn chưa có đầm tắm được, vẫn chưa có hết nóng được, thưa quý vị thưa anh em. Nghe cái con dân biểu Hồi giáo đó, nó chửi cái ông bộ trưởng gì đó, mình tức quá đụng mới mày gặp tao trên đó, tao đập chết mẹ mày nè. Mà đập đó, đập nó không đập, đập vô computer mình bể cái monitor, giờ phải đi mua 100 mấy chục đồng nữa. Thành ra đó là nhiều khi đó mình làm việc đó hoặc là gì đó mình không để phone, rút kinh nghiệm rồi. Vì vậy cho nên nó là sorry anh chị em, gọi phone thì mình thấy miss call là mình phải sẽ gọi lại. Hãy miss call là mình sẽ gọi lại. Thứ nhất anh chị em gọi phone cho Huy Đức mà block số phone á, Huy Đức sẽ không bao giờ gọi lại cả, không không bao giờ bắt phone cả. Không bao giờ, không không có bao giờ mình bắt số phone, thấy số phone mà nó spam rồi đó, từ anh chị em block số phone là nó để chữ spam, đó là mình không bao giờ bắt số phone và cái phone đó mình cũng không bao giờ gọi lại luôn. Vì vậy cho nên anh chị em gọi cho Huy Đức cứ để số phone bình thường. Còn nếu sợ Huy Đức biết số phone, quý vị cứ gửi qua email, không cần phải nói chuyện. Có nhiều người rất là buồn cười là sao, là order mình kêu gửi email không, nhưng mà tôi muốn nói chuyện với anh. Nói trời ơi là trời, phải ước gì em phân thân ra được thì nó dễ quá, không ước gì phân thân ra được nó dễ quá. Quý vị muốn order thì cứ gửi bao nhiêu cái hàng qua Gmail, mua hàng 1966@gmail.com là Huy Đức dựa trên cái email đó gửi hàng cho quý vị thôi, đâu cần phải. Mà mỗi lần gọi phone đó là kể lẽ hồi xưa tôi là khát ra lửa, hồi xưa tôi đánh trận này đánh trận kia đủ thứ hết, xong cái order hàng lấy cho chú hai cái Zippo tẩm tống trơm, thì mình hỏi ủa chứ còn cờ treo trong xe chú, còn cờ dán xe sao chú, còn cờ ra không, ô tôi không lấy cờ, tôi không lấy cờ, lấy Zippo trơm thôi. Tự nhiên mình nghĩ mấy ông này hồi nãy giờ ông kể từ đầu giờ mình chịu trận mình ngồi nghe gần 1 tiếng đồng hồ để mấy ông kể lể về cái thời quá khứ của ông, mấy ông tới giờ mình kêu mấy ông mua cờ để treo trong xe trong nhà thì mấy ông không dám. Nó có nhiều cái rất là ngộ, thưa quý vị thưa anh chị em, nhiều cái rất là kỳ cục, nó đơn giản giống như chúng ta nghĩ, nó có nhiều cái rất là kỳ. Nhưng mà thôi, giờ cái chuyện mình đang nói về rally phải không? Đó. Vậy cho nên đó là không muốn tức, không muốn học máu, không muốn bể computer thì đây là trận cuối cùng để mà chúng ta vận động. Ok, đây là trận cuối cùng chúng ta vận động. Cố gắng đi. Anh chị em không cần xin cho em đi được không, ai cũng đi được hết, ai đâu đâu có cấm ai đâu, thấy không, không cấm ai hết à, không cấm bất cứ một người nào hết, không có xin không gì hết. Và nếu anh chị em muốn tham gia, bây giờ cái câu hỏi là tôi đi xuống rally rồi đó tôi có phải mua vé vào coi văn nghệ không, câu trả lời là yes, tất cả mọi người đều phải có vé vào coi văn nghệ.
Tại vì sao? Kể cả ca sĩ cũng cần phải có một cái vé, là tính số người trên số bàn. Khi mà đủ 30 bàn rồi, tính bàn đó ra để mình ví dụ như hai bàn, một bàn cho ca sĩ, một bàn cho âm nhạc MC rồi này nọ, là 30 bàn. Chúng ta mất hết hai bàn, chúng ta còn có 28 bàn thôi. Vì vậy tất cả mọi người mà tham gia vào cái chương trình văn nghệ, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, tham gia cái chương trình văn nghệ thì đó là phải có vé, không có ngoại lệ. Còn mấy người ngồi xe lăn thì sao? Cái câu hỏi của bạn là sao? Ý như thế nào? Ngồi xe lăn là sao? Là sao? Là có đi rally được hay không? Tết ở California, hai bác ba của Lina đã đi xe lăn, bỏ xe lăn trên máy bay đi xuống tới California và đi đầu trong cái đoàn diễn hành. Mà Tết còn đi được. Còn nếu như Tổng thống Trump này, more than welcome các bác, các anh chị em disability mà phải đi xe lăn, welcome, more than welcome. Quý vị sẽ đón tiếp và ban tổ chức sẽ có những cái phần ưu tiên cho những người mà đến đó bằng xe lăn. Vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Tại vì đó là cái phần ưu tiên một, cái phần đó là chúng ta phải take care thôi. Nhất có rau nhì bầu ruột mà. Phải không? Thành ra tôi ngồi xe lăn tôi có đi được không? Dạ được chứ, mua vé máy bay cứ đi thôi. Nhưng mà ban tổ chức không lo vé máy bay, tại vì ban tổ chức không có những cái khoản tiền dư mà để lo vé máy bay cho bất cứ một cái nhân vật nào, ngoài ra deal với là ca sĩ. Vậy thôi chứ còn bình thường người đến tham dự, bởi vì cái này là mình đi rally, mình tự túc, không có một cái ngân quỹ nào cho cái việc này cả. Cái chỗ tổ chức có ram để vô được hay không, ở trong đó bình thường, cái sàn bình thường thôi, nó là bình thường, cái sàn nó bình thường thôi chứ nó đâu có lên cao hay là xuống cao đâu mà phải vô trong ram. Nó không phải là một cái hội trường mà có đi lên tam cấp hay là cái gì cả. Đó là hội trường, là một cái chỗ tam cấp giống như vậy. Rồi đó là đi xe lăn đó, đi xe lăn đó thì nếu mà muốn đi rally đó thì đi xe bus, lên trên xe bus thì người ta có thể là đưa cái người đó lên xe bus rồi đưa cái xe lăn lên. Đấy thôi, chứ có gì thì muốn ra đó. Và nếu mà chúng ta mà đi vận động, đi rally mà có những người mà đi xe lăn như vậy là còn nổi nữa, còn rất là nổi nữa, thưa quý vị, thưa quý anh chị. Ở đó còn rất là nổi nữa. Vì vậy cho nên đó là khi mà chúng ta đi giống như vậy đó, anh chị em làm ơn. Để tôi tìm lại. Ok, Trump rally. Rồi, Trump rally. Đây là cái form bằng tiếng Anh. Anh chị em có thể fill out cái form đó rồi gửi về cho, ở dưới nó có chữ bấm, chữ submit đó, là mình bấm vô trong đó. Và đây là cái form tiếng Việt. Anh chị em có thể fill out bằng tiếng Việt, gửi về trong đó. Ok. Rồi, bây giờ anh Quý Đức ơi, tôi muốn thứ sáu tôi không có xin phép nghỉ được, bây giờ làm sao? Dạ, không có gì hết. Tại vì ban tổ chức Quý Đức đã tính xích sao cái giờ cho quý vị. Quý vị không có vacation để xin phép nghỉ ngày thứ sáu và ngày thứ hai, thì sáng thứ bảy quý vị bay, từ ở tiểu bang mình bay. Ở trong nước Mỹ này bay xa nhất xuống dưới Florida là 6 tiếng. Mà nếu chúng ta book cái vé máy bay sớm, chúng ta 6 giờ là 12 giờ chúng ta tới. Hoặc là chúng ta đi 9 giờ, 3 giờ chúng ta tới. Tại vì chương trình bắt đầu của cái rally này vào 7 giờ ngày thứ bảy là chương trình mới bắt đầu, mới khai mạc. Đấy. Thành ra mình không nghỉ được ngày thứ sáu, mình không xin phép được ngày thứ sáu, thì thứ bảy mình bay. Chiều sau khi mình rally về, mình ra máy bay, xong rồi đó là mình đi ra máy bay chiều chủ nhật, trưa chủ nhật 2 giờ mình đi ra, xong xuôi đâu đó mình ra máy bay, mình bay về lại tiểu bang mình, tức là trong vòng ngày thứ bảy và chủ nhật. Nếu anh chị em nào mà làm xưởng Mỹ, làm hãng Mỹ đó, là chúng ta bay không phải cần phải nghỉ ngày thứ sáu và ngày thứ hai, tức là chúng ta sáng thứ bảy chúng ta bay, chiều chủ nhật chúng ta về. Còn nếu mà anh chị em nào làm nail hay là gì đó,
ở đó thì mình có thể là bay, mình xin ngày nghỉ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật thường nghỉ, mà nếu mà anh chị em nghỉ cái ngày thường, lỡ nghỉ thứ hai thứ ba rồi đó, thì mình nói với chủ bây giờ tuần này tôi phải bay đi Florida, cho nên có thể đổi ngày nghỉ cho tôi, đó là thứ bảy chủ nhật, tôi muốn bay đi thứ bảy chủ nhật. Mình nói ăn thua, mình nói với chủ tôi, anh Quy Đức ơi, em làm nail không nghỉ được, có gì đâu không nghỉ được, chúng ta không muốn thôi, chúng ta thật sự không muốn thôi, chứ mình nói với chủ đó là và chủ nó cần thợ chứ đâu có gì đâu. Mình nói thẳng với chủ luôn, bây giờ tôi muốn tôi làm cho 2 năm, 1 năm, 3 năm rồi, bây giờ đó tôi đi rally tôi là gặp mà chủ mà ủng hộ tổng thống Trump đó thì quá dễ, gặp chủ ủng hộ Joe Biden đó thì mình đừng có nói là mình đi rally cho tổng thống Trump, mình nói đó là kể như là mình đi công việc gia đình gì đó Florida rồi mình đi thôi. Vì vậy cho nên đó là sau cái chương trình văn nghệ xong thì cái chương trình rally là qua ngày chủ nhật 14 tháng 7 năm 2024, bắt đầu tập trung vào 10:30 và chúng ta đi tới tới chỗ là 11 giờ, và từ đó là chúng ta rally cho tới 1 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 tiếng đồng hồ, nếu mà 2 giờ thì càng tốt, còn không thì 1 giờ, 1:30 là chúng ta đi xuống biển ngay chỗ tổng thống Trump, ở sau đó có một cái bãi biển public mà nó có tắm nước lạnh đồ luôn. Và thứ hai này tôi xuống tôi kiểm tra, tôi coi thử nó như thế nào, tự vì chị ở dưới Florida chỉ cho biết là như vậy, nhưng mà mình phải coi xuống tới nơi. Rồi bây giờ còn có câu hỏi nào nữa không ạ? Nó rất là dễ, đừng hỏi tôi là đi ngày nào. Cái ngày rally là ngày nào? Ngày rally là ngày 13 và ngày 14. Còn đi ngày nào đó là tùy quý vị, chứ tôi không có bắt quý vị là phải đi ngày nào hết. Quý vị đi ngày 13 thì sáng 13 bay sớm, còn đi ngày 14 thì quý vị xuống đi đi chơi thôi. Hai tiệm của anh chị treo cờ vàng trong tiệm và trước cửa tiệm, tại sao? Tiệm nào? Tuyết Lê nói tiệm nào, anh chị nào mình không biết luôn á. Hả? Tuyết Lê nói tiệm anh chị nào? Hai tiệm của anh chị treo cờ vàng trong tiệm và trước cửa tiệm. Nói Tuyết Lê nói cái tiệm nào vậy? Rồi thưa quý vị, thưa quý anh chị em, còn cái câu hỏi gì không ạ? Cái giá vé anh Huy Đức ơi đi văn nghệ giá vé bao nhiêu? Câu hỏi này chờ tôi đi Florida về rồi mới có quyết định. Ok, rồi mới có quyết định để chi phí coi thử là cân đo đong đếm là gạo cơm mắm muối nó như thế nào, làm sao để cố gắng dư được một vài ngàn để ủng hộ cho quỹ campaign. Và nếu không dư được á, thì cầu xin làm sao cho nó quỳ vốn, để mà là khỏi bị đá đít ra khỏi nhà đấy. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, về vấn đề ca sĩ hoặc là gì đó thì tôi sẽ deal cái phần đó là do tôi. Hiện tại bây giờ anh em trong ban tổ chức và anh chị em góp tay cũng khá đông, Huy Đức, anh Trung Lê, anh Lêm, hai anh Lêm, anh Cang DC, anh Long, anh Tấn, rồi đó là chị Hiển, rồi anh Minh, anh Hải Mixer, và đang tìm băng nhạc. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, băng nhạc. Sao anh chống cộng mà nghèo quá vậy, thấy người họ chống cộng giàu quá chừng. Họ chống cộng kiểu sao giàu mình không biết, có thể là họ ủng hộ Vapa, hay là họ ủng hộ cho cộng sản đầu tư qua đây. Anh Hiển và chị ai, lúc trước anh chị ở Boston và bay về Florida. Ô chị Tuyết Lê, anh Hiển và chị hả? Đó, em mới đọc tên anh chị Hiển đó, lúc trước Boston bay về Florida, đúng rồi. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, thì bây giờ đó là thứ hai này tôi phải bay xuống nhà với anh chị Hiển đó. Ở nhà chị Hiển là chị Tuyết Lê đang viết trong diễn đàn. Đó. Và những cái đó là phải là cố gắng hết sức thôi. Đầu tiên đó là tính là cái hội trường 800 người. Tính cái hội trường 800 người, nhưng mà trong cái nhà thờ đó thì hai vị linh mục hơi hơi khoang với nhau. Ông thì ủng hộ tổng thống Trump, ông thì ủng hộ là Joe Biden, cái nó là như vậy. Cho nên có một cái chỗ đó là vừa đúng 300 người, mà tôi nghĩ 300 người, 300 người tôi không bị ép tin, không bị ép tim. Mà nếu 800 người, 700 người đó là tôi sợ tôi bị ép tim. Vì vậy cho nên đó là khoảng 30 bàn.
và đủ với số 300 người mà rally rally đó, với 300 người đó mà đi hết, 300 người đi không hết đâu, tại vì số anh em ca sĩ đồ họ phải bay về để tối chủ nhật họ có thể hát chỗ khác nữa, cho nên mình không có expect là sẽ có mặt hết anh em đó, nhưng mà được khoảng chừng 200-250 là quá dữ rồi. Trong cái chương trình rally đó thì anh Lim nó có liên lạc với cái nhóm motorcycle ở Florida, thì lúc đi motorcycle đó, ở trước đó thì anh em đi motorcycle, rồi có một cái chiếc pickup truck là anh chị Tuyết Lê nó cho Huy Đức mượn chiếc pickup truck, thì ở trong cái chiếc pickup truck đó là mình dự trù, nó gọi là cái hậu cần, rồi thuốc men băng bó rồi hay là nước uống, rồi mình cắm cờ mình chạy vân vân, thì mình sẽ mượn cái chiếc pickup truck của anh chị Tuyết Lê Florida. Sẽ liên lạc với anh Hiền cảnh sát để mà chúng ta mướn những cái nhân viên công lộ, nhân viên cảnh sát để bảo vệ cho cái buổi văn nghệ và buổi rally, và liên lạc để coi thử rằng nếu mà được đó, chúng ta sẽ mướn cảnh sát để mà đi rally, tức là dẫn đường ở phía trước. Nếu mà chúng ta có 2 chiếc mô tô xe cộ của cảnh sát mà đi trước thì điều đó rất là tuyệt vời thưa anh em, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bởi vì quá nhiều cái chi quá, cho tới bây giờ ngồi tính mà phải nói rằng là thấy rất là sợ. Nếu mà giống như là mình là triệu phú hay là mình là có tiền khá khá một chút là mình không có khe, mình không có khe, mình chơi là còn chơi xả láng luôn á. Mà có đem theo hàng nóng được không anh? Nếu mà lái xe đi thì cứ đem hàng nóng theo, không gì hết. Đi máy bay thì nó khó khăn, đi máy bay thì nó hơi là khó khăn, chứ còn lái xe đó thì mình bỏ trong xe. Ở Florida, tiểu bang Florida nó dễ hơn tiểu bang của Cali rất là nhiều. Hai tiệm của anh chị treo cờ vàng trước tiệm, qua vậy là em xuống là thấy cờ vàng là biết rồi, không mình là người Việt quốc gia mà sao mà có còn cờ vàng như đó không? Để em đem xuống thêm, không mà đợt này phải đem xuống cả trăm, khoảng chừng 50 lá cờ vàng, 50 lá cờ Mỹ, với là order một số cờ của Tổng thống Trump nữa, phải đem đủ cờ. Quý Đức cho mình hỏi, mình ở Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump và bỏ phiếu bầu Tổng thống Trump thì bỏ phiếu bằng cách nào? Ở Việt Nam mình không nghĩ là bỏ phiếu Tổng thống Trump được. Ở Việt Nam đó mình không biết làm sao gọi là bỏ phiếu vào ông Trump, di dân bất hợp pháp. Ở Mỹ này, ở trên đất Mỹ này đó thì nó đang đòi hỏi đó là bỏ phiếu cho Joe Biden đó, thì ở bên đất Mỹ này, trên đất Mỹ được, còn ở nước ngoài đó thì mình nghĩ không được. Mình sẽ mời tất cả mọi anh chị em, ok, mình mời hết, không có chừa bất cứ một người nào hết, mà nó đi, mà anh em đi đó thì càng tốt, còn không đi thì thôi, chứ bây giờ mình không biết phải làm sao hết. Thư mời đã soạn ra 2 cái thư mời, một cái thư mời bằng tiếng Việt và thư mời bằng tiếng Mỹ. Hôm qua post rất là nhiều thư mời ở trên Facebook, nhưng mà gửi ra ngoài đó thì nó phải có một cái thư mời đặc biệt, thưa quý vị, thưa anh chị. Rồi phải mời những vị chủ tịch cộng đồng, những vị tôn giáo, đủ thứ cả, chúng ta phải mời hết, kể cả những người tôi không thích, nhưng mà vì vấn đề đây là việc chung thì tôi cũng phải mời. Ok, đây là cái thư mời tiếng Mỹ đó, thư mời đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chỉ là gửi ra thôi nha, thưa quý vị, thưa anh chị. Thư mời bằng tiếng Việt, Vietnamese American MAGA, the last devil of to save America. Thư mời kính mời anh chị MAGA để ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump tranh cử năm 2024 vào chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Nhóm Việt MAGA sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt ủng hộ tinh thần, chúc ngài may mắn trong lần tranh cử tới. Sự kiện đặc biệt này gồm có 2 chương trình. Một là chương trình đêm nhạc hội có tên là Take Back America, bắt đầu vào lúc 7 giờ PM thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024. Chương trình thứ hai là chương trình rally ở thành phố West Palm Beach trước Mar-a-Lago có tên là Vietnamese for Trump. Mỗi cái đều có cái tên cả, thưa quý vị, thưa anh chị. Bắt đầu từ 11 giờ sáng, 11 giờ AM Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024. Kính mời quý vị dành thời gian quý báu của quý vị để cùng tham gia một chương trình trọng đại này. Sự hiện diện của quý vị và gia đình của quý vị là niềm tự hào của Việt MAGA của chúng ta. Trân trọng kính mời. Xin liên lạc với những anh em đại diện trong ban tổ chức hiện nay, tức là Vận động Trump 2024,
BTC, ban tổ chức đã vận động trong năm 2000 BTC. Google group.com, cái này là group đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, ở trong cái group này vậy, hay là gọi cho Huy Đức ở số 360-201-8497 hoặc là Trung Lê 925-450-0966. Hiện tại bây giờ tôi với Trung đang làm tất cả những giấy tờ và lo về vấn đề bảo hiểm, lo you never know, they could happen anything and anytime. Ok, vậy cho nên đó là thư mời đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ thay đổi cái tên, thay đổi cái người mời thôi. Ví dụ anh chị Maga đó là đây là cái tên chung, còn nếu mà kính mời YouTuber Trần Michael hay là Trần Nhật Phong hay là Trung Quốc Quy hay là Nam Quang hay là Nguyễn Tiến Dũng hay là bla bla bla, tất cả những anh chị em nào mà anh chị em biết có YouTuber đó thì có thể cho Huy Đức biết để mà Huy Đức gửi thư mời tới hết, đồng thời mời luôn tất cả những cái vị, ok, tầng mời luôn những cái vị mà tôn giáo hoặc là những cái hội đoàn, đoàn thể, những cái cộng đồng, ai mà support, ai mà ủng hộ đó thì họ đi, còn không thì họ quăng thư mời mình vô sọt rác vậy, là không có gì hết. Giống như cái thư mời đó là nói vậy đó. Rồi cái chỗ này kính mời nè, kính mời đó là Maga Maryland, hoặc là kính mời anh YouTuber Trương Quốc Quy, kính mời anh YouTuber Trần Nhật Phong hay là Trần Michael hay là Trần Đạt hay là bất cứ gì đó, là mình nếu mà được cái sự liên lạc mà mình mời cái cứ mời hết thôi, mình không có rào cản hay là ồ tôi ghét ông đó tôi không mời, không có, Quý Đức không có. Quý Đức cái nào là việc chung là việc chung, mà cái nào là việc riêng, chứ không có là giống như tôi ghét ông đó rồi đó là rồi tôi ghét ông đó rồi tới làm việc chung cái tôi cũng không mời ông, không, Quý Đức không vậy. Khi mà mình bước vô việc chung rồi đó thì mình không có cái tư ở trong đó, không có cái riêng ở trong đó. Ok. Rồi chị Tuyết Lê có ý kiến gì không ạ? Nói sơ qua giống như vậy đó, tình sắp xếp rồi hết tất cả giống như vậy đó. Bây giờ chỉ còn hai cái điều thứ nhất là gì, là Huy Đức xuống Florida. Và chiều thứ hai anh em tôi sẽ gặp một cái chỗ trong một cái gia đình anh em thương mến Tổng thống Trump. Offer cho Huy Đức ở cái nhà mà Huy Đức không có phải tốn tiền mướn hotel để dành tiền đó là làm, rồi đó là đi coi, đi tiền trạm để coi chỗ rally, để coi hết tất cả mọi cái, rồi phải gặp để mà sign contract, để mà ký contract hoặc là trả tiền trước, để mà trả giống như down payment trước 50% hay bao nhiêu đó, để mà chúng ta giữ được cái chỗ đó là lo thứ hai tới. Còn anh chị em nào mà ở Westminster, ở California đó, muốn từ còn bây giờ cho tới khuya, cho tới tối, anh chị em muốn Huy Đức đem mũ Trump, viết Trump, Zippo của Tổng thống Trump, hoặc là tất cả những mặt hàng gì mà anh em muốn gửi email, dùm làm ơn gửi email là mua hàng 1966@gmail.com. Có một vị ở California gửi trong cái phone của tôi, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, gửi trong cái phone của tôi mà bây giờ nó trôi xuống tới đâu rồi, không tìm ra được nữa. Nó trôi là một ngày nó là mấy trăm cái message. Nick Trần, anh ý em là xin đi tiền trạm vào những ngày tới. Ồ, nếu như mà Nick Trần đi tiền trạm đó, đi với anh. Đi với anh thứ hai tới, đi tiền trạm với anh. Có anh em mình đi đó thì very good luôn. Thứ hai tới thì vacation không kịp. Vậy thì thành sorry rồi. Anh chị em biết cứ là nó cứ chạy vậy, mà bây giờ đó là bữa trước mình nhớ là có người viết cho mình đó là anh Quy Đức ơi, anh xuống Cali đem cho tôi cái gì đó, mà bây giờ đó là không biết, bây giờ phải đi đọc từng cái một như vậy. Vậy cho nên là tốt nhất Quy Đức làm việc trên email chứ không có làm việc trên phone, cực bằng đã lắm mới là coi cái phone thôi, chứ mà ngồi trên bàn vậy, thường thường là mình ngồi làm việc vậy thôi chứ mình đâu có ngoài ra cầm cái phone đâu. Ngồi vô bàn làm việc từ sáng tới chiều là coi trên email, mở email ra coi, chứ ít cực. Mình vẫn còn old fashion, không có giống như tuổi trẻ mà bây giờ cái gì nó bấm phải nói là mình trong mặt luôn, bấm hai cái ngón như này mình chịu chết. Mình cứ là cầm cái phone mà ngón tay mình chọt, có khi nó chọt sai lỗi chính tả gửi đi luôn rồi bị chửi quá trời hết. Ra anh chị em vui lòng có thể gửi qua email mua hàng 1966@gmail.com, mua hàng 1966@gmail.com. Order bất cứ cái gì gửi qua email là xong hết. Yep. Ở vì vậy cho nên đó là tôi cũng cầu nguyện làm sao anh chị em làm sao ủng hộ gì. Ngày hôm qua nói chuyện với chị Caro Kim cho tôi một cái idea rất là hay.
Tức là bây giờ Quý Đức không thể nào có đủ tiền để mà mướn những ca sĩ giống như vậy cả. Tuy rằng anh chị em đó là ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng mà anh chị em bay đó cũng cũng phải có nước cháo để húp chứ. Thấy không? Cũng có nước cháo để húp. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là anh chị em là cái vé máy bay này, khách sạn ở này, hai cái đó là ban tổ chức là phải take care rồi. Rồi còn cái phần còn lại, tức là còn phần là còn lại người ta đi cách xe gì đó, tức là cái tiền trả đó, tại vì cái đó là cái việc làm của người ta, cái đó là cái job làm anh chị em ca sĩ là gì, là người ta dùng cái giọng ca, đó là cái job của người ta. Thì dù muốn hay dù không thì mình biết rằng là anh em là Trump supporter, nhưng mà chúng ta cũng phải có ít nhiều cho họ. Thì chị Caro Kim đó là bây giờ nếu mà Quý Đức không có tiền bỏ ra giống như vậy đó, thì mình kêu gọi những người support, tức là ví dụ như có người thích giọng ca của anh Tuấn Anh, anh Quý Đức ơi tôi support cho anh Tuấn Anh lấy cái xe bao nhiêu tiền máy bay, tiền khách sạn tôi lo cho ca sĩ Tuấn Anh. Hoặc là có người nói à tôi thích chị Caro Kim, tôi bảo trợ, tức là bảo trợ ca sĩ trong cái chương trình mà vận động cho Tổng thống Trump. Thì Huy Đức ông vậy là quá hay rồi. Vậy là có thể có được những người mà họ yêu mến những ca sĩ họ, tức là ca sĩ họ thích, họ sẽ bảo trợ cho ca sĩ đó, và họ sẽ gửi tiền để bảo trợ tiền vé máy bay, tiền hotel, hoặc là tiền mà ban tổ chức sẽ gửi lại khi ca sĩ hát xong. Thì Huy Đức thử làm cái đó đi, coi thử được có bao nhiêu người bảo trợ cho anh em ca sĩ. Thì mình thấy cái ý kiến của chị Carol Kim đưa ra cũng rất là hay, mình chưa bao giờ nghĩ tới cái đó cả. Mình chưa bao giờ nghĩ tới cái đó cả. Vì vậy cho nên đó là đón nhận cái ý kiến của chị Carol Kim, và mình cố gắng mình làm hết sức mình cho tới thứ hai mình đi họp là phải đầy đủ giấy tờ, xuống đó họp gặp anh em dưới Florida mình phải trình bày hết tất cả mình muốn làm cái gì cái gì cái gì, từ đâu tới đâu tới đâu, và những cái gì anh em giúp cái gì mình làm cái gì cái gì. Chỉ cầu xin làm sao ơn trên cho chúng con đánh một trận tuyệt vời, người đông ủng hộ cho Tổng thống Trump lần cuối, mà không phải nói bằng cái miệng mà chính bằng cái bước chân của chúng ta, đó là cái sự ủng hộ để cho mọi người thấy. Thứ hai, trong chương trình văn nghệ cầu xin làm sao cho chúng con quỳ xuống cho chuyến này mà lấy tiền túi ra trả, giống như chuyến ở Houston mà lấy 7.000 bỏ ra nữa, chắc chuyến này về là phải lấy dao phải chém mình luôn, chứ đừng nói đá đít nữa. Không có lấy cây mà đánh vô cái mông mình nữa đâu. Chuyến này mà lỗ, chuyến này mà lấy tiền nữa là lấy tiền con heo của bạn nữa là thôi rồi, xong rồi lượm ơi chú bé lắc chắc là xách cái sắt đi ăn xin luôn á. Ok, chuyến ở Houston lỗ 7.000 lắm chứ. Hy vọng rằng sao là sau đó là để cho nó quỳ vốn, được quỳ vốn là may, là ok, là mừng lắm rồi, đừng có phải để rồi bỏ tiền túi của Quy Đức ra nữa là vui rồi. Nếu như lời, ok, nếu như có lời thì tất cả những cái tiền chi phí trả cho băng nhạc, trả cho âm thanh ánh sáng, trả cho cảnh sát, trả cho hội trường, trả hết, trả cho ca sĩ, tức là trả hết, sau những cái phần trả hết rồi thì còn dư được bao nhiêu, Direct sẽ trao cái tiền dư đó cho ông Tim Hornan, tức là cái người đại diện cho cái quỹ campaign của Tổng thống Trump ở trong cái district, những cái tiểu bang miền Nam nước Mỹ này, mà bây giờ ông ta lại move qua bên Florida. Nhà ông ta ở gần nhà Tổng thống Trump luôn, chạy xe khoảng chừng 15 phút. Lúc đó là mình nói thẳng như vậy. Anh em nói Quý Đức, anh bỏ công, anh bỏ tiền ra trước làm gì, chúng không lẽ là anh donation hết, anh không giữ gì, anh giữ không, mình nói không. Những cái mặt hàng nào mà mình đã mua của bên Republican mà mình bán giống như là Jeep Trump nè, nón Trump hay là cái gì đó, thì sẽ có những cái bàn ở dưới để bán, và cái tiền đó đó, tiền vốn thì mình trả lại cho cái tiền mình mượn bà hàng xóm của mình trả lại tiền vốn cho bà, còn tiền lời thì mình chia được 10%, còn giao lại cho bên Republic, cái tiền đó là phần đã mình giữ, còn cái tiền sân khấu, tiền vé đồ này nọ là mình không có giữ đồng nào hết, là đưa ra hết sau khi trừ cho tất cả mọi chi phí. Và đây là mình làm để ủng hộ Tổng thống Trump, chứ không phải là mình làm để bỏ túi. Thành ra mình làm bỏ túi là mình làm khác ạ. Mình làm bỏ túi là mình làm là tính từng từng đồng một, tính từng cent một ấy. Chứ còn đây làm để gây quỹ cho Tổng thống Trump. Những anh chị em khác họ gây quỹ được. Có nhiều anh chị em hỏi tôi là Quý Đức ơi, bây giờ đó làm sao, có những cái website có gì đó kêu là mình cứ bỏ tiền mà cứ lấy hoài, mình nói chỉ cho cách cancel. Tại vì ngoài cái số 88022 mình không tin bất cứ nào, mình đã bị trước đây năm 2016 đó là mình đã bị, sau này mình biết những cái website đó của Đảng Cộng Hòa, có những cái website của Đảng Cộng Hòa
mà khi mà mình bỏ tiền vô đó, nó lấy tiền nó cho tụi rhino, to cho tụi rầy nâu, nó cho những cái đó rất là đau, mình đau lắm. Vì vậy cho nên đó là thưa quý vị, thưa quý anh chị em, chỉ có một cái điều duy nhất là đây là trận cuối cùng, đây là cái chuyến tàu lửa cuối cùng. Welcome hết tất cả quý ông bà, quý anh chị em, không phân biệt tuổi tác. Trời ơi, tôi hai vợ chồng tôi đi mà con đứa con tôi nó chưa tới 18 tuổi, nó đi được không chú? Được chứ sao không được, quách đâu có cấm đâu. Ở trong cái buổi rally này không có cấm tuổi tác. Không cấm tuổi tác, không cấm giới tính, không gì hết. Ok, cấm cộng sản, yes. Chỉ cấm cộng sản thôi á, còn nếu mình không phải là cộng sản thì không có cái rào cản. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Tôi đi rally tôi cầm cờ vàng ba sọc đỏ được không anh Quy Đức? Tôi có bị đuổi giống như hồi trước đây tôi đi rally với những người khác không? Nếu mà bạn không chịu cầm, tới đó ban tổ chức giao cho bạn cây cờ vàng ba sọc đỏ, bạn không chịu cầm lúc đó có thể là chúng là bạn bị đuổi, chứ không phải là cầm cờ vàng mà bị đuổi. Không chịu cầm cờ vàng có thể là lúc đó chúng tôi đặt dấu hỏi là who are you? Who are you? Why you don't chịu cầm cờ vàng? Chứ còn ban tổ chức trong cái đợt rally này là cái ban tổ chức mà phải nói rằng chúng tôi không đưa ra bất cứ một cái lý do là ô, chúng ta là người Mỹ, chúng ta làm cho người Mỹ, nó cái chữ Vietnamese rất là rõ ràng. Ok, trong cái là Việt Nam New Network, chúng ta tôi đứng ở trong cái FCC của cái LCC của tôi để mà đứng ra để mà chịu hết toàn bộ về vấn đề bảo hiểm, về vấn đề này nọ, thì ở trong cái đó có chữ Việt Nam, mà Việt Nam là phải có cờ của Việt Nam, để cho người Mỹ họ recommend, để cho người Mỹ họ recognize, họ biết mình là ai, chứ không phải là mình là người Thái Lan, mình là người Lào, người Campuchia, người như thế này thế kia. No, cái sắc dân Á Châu chúng ta giống nhau hết. Vì vậy nếu giống nhau như vậy, mình lấy cái tên là Việt Nam for Trump, right? Vietnamese for Trump, Việt Nam vote for Trump, thì chúng ta phải có cờ Việt Nam. Và Tổng thống đã biết chúng ta là ai, thì mình phải làm giống như vậy. Vì vậy cho nên những cái câu hỏi đó, anh chị em làm ơn là hiểu được Huy Đức đi đâu, làm gì, bất cứ một tổ chức gì là phải có cờ vàng. Không có cờ vàng, không làm. Không có cờ vàng, ở nhà nghỉ, đi chơi. Nó là như vậy thôi, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Rồi, đó là bây giờ, đó là xin anh chị em đầu tiên cái gì, đừng có chờ nữa, order vé máy bay đi. Người nào cũng vậy, mua vé máy bay liền bây giờ đi. Cứ vừa mua vé máy bay tới cái phi trường Bi Phở, Bi Bò, chữ I tức là chữ Y, đó, cái phi trường này nè, đó, mua vé máy bay tới phi trường đó giùm Quý Đức đi, mua liền đi, mua tối nay mua lại đi cho nó còn mắc, cho nó còn rẻ, chứ không thôi là nếu không đó là quý vị mua mắc, rồi tới chừng chờ gần cuối cùng mắc quá không mua được cái không đi, Quý Đức ơi, vé máy bay mắc quá không tôi đi, không đi, lúc đó Quý Đức buồn lắm đó, lúc đó là buồn, nỗi buồn còn hơn buồn xa xứ, thấy không? Đó, vì vậy cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em rất rất là nhiều, thank you. Và cần những anh chị em ở nhiều tiểu bang khác giúp đỡ, anh chị em ở California có thể Huy Đức mời vào trong ban tổ chức để giúp ở bên cái tiểu bang California, hoặc là anh chị em ở Houston có thể Huy Đức mời đại diện ban tổ chức ở Houston. Chúng ta có nhiều anh em ở nhiều tiểu bang để cùng bắt tay nhau làm việc, để cùng bắt nhau tay nhau làm việc, thưa quý vị, thưa anh chị em. Cái việc này bởi vì sao? Bởi vì việc này phải là việc chung. Việc này là của cái Vietnamese community của chúng ta, của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới ủng hộ cho Tổng thống Trump. Thưa quý vị, thưa anh chị em, vì vậy cho nên mời hết tất cả quý ông bà, quý anh chị em, chúng ta mỗi người một tay, đông tay vỗ nên kêu. Một cây làm chẳng nên non, Huy Đức có tài giỏi, có thiên phú, có bẩm sinh, có con me gì đó không cần biết, mà một mình làm không được, làm không xong. Nhưng mà có chung, có anh chị Hiển, có Liêm, có Giang Tỷ, có nhiều nhiều người thì tự nhiên cái công việc nó sẽ xong thôi. Đoàn kết là sức mạnh. Dạ thưa quý vị, thưa anh em. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump đang cần, rất là cần và cần nhiều nhiều hơn nữa cái sự hỗ trợ về tinh thần thứ nhất, sau đó tới vật chất. Và chúng ta ủng hộ tinh thần, chúng ta ủng hộ tổng vật chất cho Tổng thống Trump để Tổng thống Trump quay trở lại với tòa Bạch Cung vào tháng 11 này. Trả lời cho Quang Nguyễn, ok, trả lời cho Quang Nguyễn, tổng thống Trump không có pay cho ai hết, và đó không phải là nhiệm vụ của ông. Ok, don't bullshit. Người ta đi người ta biết,
Thật ra những cái câu ồ tôi đi tổng thống Trump trả tiền, mày là con cặc, mày là cái gì mà phải tổng thống Trump trả tiền cho mày? Thưa quý vị, thưa anh chị em, có những câu trả lời thẳng ra, họ trả lời thẳng giống như vậy luôn đó. Mình ủng hộ cho tổng thống Trump thì đó là mình phải vậy hả? Bởi vì vậy cho nên đừng có viết những cái câu là bullshit giống như vậy. I'm read your fucking mind, dude. Okay? I'm read your fucking mind. Không đi đó thì well, no problem. Viết một câu tiếng Anh mà viết cũng sai lỗi chính tả nữa thì thôi luôn. Ngô Kỷ nó thuộc là giống như là Reno. Ngô Kỷ nó không phải, nó không có ủng hộ cho tổng thống Trump, thành ra đừng có tính Ngô Kỷ ở trong đó. Mà nếu mà Ngô Kỷ đó mà Ngô Kỷ nó đâu đi ra khỏi tiểu bang California được đâu. Ngô Kỷ là ăn welfare food stamp, ăn tiền bệnh, ăn tiền già, đâu có đi ra tiểu bang được đâu. Mà tính Ngô Kỷ đó làm gì, mất thời gian. Thưa quý vị, thưa quý anh chị em, mình không có tính Ngô Kỷ ở trong đó. Làm cho nó tới nơi tới chốn, làm cho rõ rõ rồi. Những anh chị em nào muốn đâm bang mình sẵn sàng đâm. Tao nói thật, quy đức này trên không sợ trời dưới không sợ đất, thằng nào muốn đâm bang với tao, tao đâm bang tới luôn ấy. Lúc nào nhịn thì nhịn, lúc nào đó là mà đã vô việc rồi đó là không có nhịn đâu. Bạn mà cản trước mặt đường mình đá dân ra ngoài qua một bên để mình đi thôi, chứ mình không có nể đâu. Thực sự đó, có những việc mà không phải, không cần phải nể bất cứ một nào hết á. Đã vô là mày muốn phá hả, tao cho mày phá, cứ muốn phá đi, phá đi, mày cản đường đây đi, tao đá mày dân qua một bên để tao lấy đường tao đi thôi. Cái chuyện này là chuyện nó rất là rõ ràng thưa quý vị, thưa anh em. Mình không có nhường bước nữa, mình không nhường nữa, không để cho tụi nó lấn sân để cho tụi nó đâm bang đâu. Lô, không có đâu. Anh chị em biết tính quy đức rồi mà, phải không? Thành ra khi mà mình đã bắt tay vô mình làm rồi đó thì không có rào cản. Nghe nó có gì đâu. Rồi, anh chị em còn có concern gì không? Còn có cái gì nữa hay không? Cố gắng là làm sao cho nó thành công, là mình làm hết cái sức mình thôi. Thưa quý anh chị em biết rằng là mưu tại nhân mà thành sự tại thiên. Tuy rằng chúng ta phải truy nhân lực thì mới tận nhân mạng được. Chúng ta không làm, chúng ta cứ ngồi đó, tôi ủng hộ ông Trump, tôi support ông Trump, tôi ủng hộ ông Trump. Mà bây giờ có cơ hội để cho anh chị em ủng hộ, có cơ hội để cho anh chị em show được là cái sự ủng hộ của mình tổng thống Trump ở trong trái tim của mình, mà quý vị không làm được thì đừng nói. Đấy, rồi hẹn quý ông bà quý anh chị em ở Westminster, California chiều mai, tức là khoảng chừng 1 giờ chiều là Huy Đức đã ra khỏi phi trường. Và cho nên chiều mai là mình đã có mặt ở Westminster, và thứ tư ở trong xuống California ngày thứ hai, ngày thứ thứ sáu, thứ bảy có hai cái live stream. Một cái là ở ở showroom của công ty âm Summit 365 của chị Ngọc Hồ, hai nữa là tới văn phòng bác sĩ Trọng Võ. Và ngày 24 đó, thưa quý vị, thưa quý anh chị em, ngày 24 đó là live stream ở cái cột cờ ở Phước Lộc Thọ. Rồi đó là cái schedule của mình là như vậy. Cái schedule của mình là như vậy, thưa quý vị, thưa quý anh chị em. Rồi, cảm ơn quý ông bà, quý anh chị em rất là nhiều, và hẹn live stream kế tiếp. Thank you, I love you. Bây giờ phải làm công chuyện, phải đi đi xếp áo quần vô vali. Thank you.